Xin chào các bạn đã đến với tuần lễ audio văn học. Mỗi ngày một bài văn nghị luận văn học hay của Học Văn Chị Hiên. Anh là Tài, người sẽ đồng hành cùng em trong phần audio này. Đề bài của chúng mình ngày hôm nay là: Hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của chuyện kể mà bạn yêu thích. Bài làm. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày điện mới về làng. Lúc đó tôi chừng 4 tuổi. Ngày ấy muốn xem truyền hình khó lắm, bởi chỉ có những nhà giàu mới mua được tivi để xem. Mà số nhà có tivi còn chưa qua hết một bàn tay. Nhà tôi nghèo nên truyền hình là thứ quả xa xỉ và đắt đỏ. Nhưng ngày tháng ấy tôi lại được xem những bộ phim hay nhất qua lời bà kể. Giọng bà ấm nên tôi mê lắm. Tôi nhớ mình như chú chim non đợi mẹ bón mồi. Bà cứ kể đến đâu là tôi nuốt trọn đến đó. Trong số những bộ phim được nghe, tôi nhớ nhất chuyện Thần Trụ Trời, một câu chuyện chứa đựng toàn bộ đặc sắc về chủ đề và hình thức nghệ thuật của chuyện thần thoại đã một đi không trở lại. Đọc Thần Trụ Trời, ai cũng có thể nhận thấy rằng giá trị của chuyện trước hết thể hiện qua chủ đề mà tác phẩm nêu lên. Câu chuyện xoay quanh quá trình tạo lập vũ trụ, phân tách trời và đất của một ông thần to lớn, khổng lồ. Thuở ấy trời đất còn mờ mịt, hỗn độn, thần đứng dậy, đội trời lên, rồi tự mình đào đất, đắp cột chống trời. Khi trời đất đã phân đôi, thần liền phá cột chống trời đi, đất đá văng đi khắp nơi, biến thành hòn núi, hòn đảo, thành gò, thành đống. Thông qua câu chuyện Thần Trụ Trời, nhân dân cổ đại nhằm lý giải quá trình tạo lập vũ trụ, đồng thời ký gửi ước mơ chinh phục thế giới tự nhiên. Tôi tự hỏi, vì sao người xưa lại lý giải quá trình tạo lập vũ trụ, các hiện tượng tự nhiên cùng nguồn gốc của muôn loài qua thế giới thần linh? Cũng như vạn vật, con người cần đến các yếu tố có sẵn trong tự nhiên, không khí, đất đai, sinh vật để tồn tại và phát triển. Cùng với sự phát triển chung của vạn vật, con người dần tách mình ra khỏi thế giới động vật để trở thành một sinh vật đặc biệt, sử dụng tư duy, ngôn ngữ và lao động để sinh tồn. Trong buổi đầu hình thành và phát triển, con người phải đối diện với muôn vàn khó khăn từ thiên nhiên, đó là các hiện tượng thiên nhiên như mưa, gió, sấm, chớp, mặt đất, bầu trời, sự hoang vu nguyên thủy. Cho dù tách mình ra khỏi thế giới động vật, nhưng người nguyên thủy chưa tách mình ra khỏi môi trường tự nhiên và xã hội bao quanh. Con người còn phụ thuộc chặt chẽ vào tự nhiên. Với họ, tự nhiên là lực lượng vừa to lớn vừa bí ẩn, luôn mang những tai họa bất ngờ đổ ập xuống cuộc sống của con người và xóa đi tất cả. Với tư duy thô sơ, non nớt, người nguyên thủy chưa thể lý giải một cách khoa học và logic các hiện tượng tự nhiên ấy. Họ cho rằng có một thế lực siêu nhiên, thần thánh đang chi phối các hiện tượng thiên nhiên ấy, cũng như chi phối cuộc sống của họ. Cùng với thời gian, người nguyên thủy đã phát hiện ra quy luật của thiên nhiên. Ngày đêm, sáng tối, vạn vật luân chuyển theo mùa. Người nguyên thủy có khát vọng lý giải tất cả các vấn đề đó và họ bắt đầu hình dung chi giác về thiên nhiên bằng tư duy chất phác của mình. Để rồi ta biết đến thần trụ trời trong công việc tạo lập vũ trụ, phân tách trời đất cùng quá trình hình thành núi, đồi, sông, biển. Giá trị chủ đề của thần trụ trời không tách rời hình thức nghệ thuật đặc sắc của chuyện kể với cốt truyện đơn giản, nhân vật thần thoại đã góp phần thể hiện sâu sắc chủ đề của chuyện. Là chuyện thần thoại, cốt truyện Thần Trụ Trời được xây dựng hết sức đơn giản và gần gũi, xoay quanh quá trình thần trụ trời phân tách đất nước làm đôi. Từ đó trời đất phân đôi, đất phẳng như cái mâm vuông, trời chùm như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau gọi là chân trời, và tạo nên dạng địa hình tự nhiên khác. Khi trời đã cao và đã khô, không hiểu tại sao thần lại phá cột đi, lấy đất đá ném tung đi khắp nơi. Mỗi hòn đá văng đi, biến thành gò, thành đống, những dải cồn cao. Vì thế cho nên mặt đất ngày nay không bằng phẳng, mà có chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ thần đào đất, đào đá, mà đắp cột ngày nay thành biển rộng. Dựa vào trí tưởng tượng non nớt thỏa ấy, nhân dân cổ đại đã sáng tạo nên một câu chuyện đơn giản nhưng lại đáp ứng được nhu cầu nhận thức và lý giải về thế giới. Belezsky từng chia sẻ, nhà thơ tư duy bằng hình tượng, văn học bỏ bất kỳ thời đại nào, muốn phản ánh hiện thực đời sống đều phải thông qua hình tượng nhân vật điển hình.
Nhà thơ tư duy bằng hình tượng, nhà văn tư duy bằng hình tượng. Thế giới thêm sắc màu, cuộc sống thêm âm điệu bởi những hình tượng nhân vật điển hình độc đáo. Trong quan niệm của người xưa, luôn có một thế lực siêu nhiên thần thánh đang chi phối các hiện tượng thiên nhiên ấy, cũng như chi phối cuộc sống của họ. Thế nên hình tượng nhân vật được xây dựng thuở ấy chính là những vị thần hoặc có nguồn gốc từ thần, với mục đích lý giải thế giới tự nhiên cùng nguồn gốc vạn vật muôn loài. Trong chuyện thần trụ trời, nhân vật được khắc họa với một vóc dáng khổng lồ, chân thần dài không thể tả xiết. Thần bước một bước là có thể qua từ vùng này đến vùng nọ, hay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Thần đảm trách công việc tạo lập vũ trụ, thế nên mỗi ngày thần đều hì hục vừa đào vừa đắp, để rồi chẳng bao lâu đã trở thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời, khiến cho vòm trời đẩy lên mãi phía mây xanh mù mịt. Thế nhưng khi trời đã cao và khô, thần lại phá cột đi, lấy đất đá ném tung đi khắp nơi, giống hệt như hình ảnh ông bàn cổ trong thần thoại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có điểm khác biệt, chính là sau khi đã xuất hiện trong cõi hỗn độn mà vũ trụ như quả trứng khổng lồ, ông đạp cho quả trứng tách đôi, nửa là trời, nửa là đất. Rồi bằng sự biến hóa lớn lên không ngừng của bản thân, ông tiếp tục đẩy trời lên cao, đạp đất xuống thấp, chứ không như thần trụ trời đã xây cột chống trời. Chuyện thần thoại có nhiều yếu tố hoang đường, phóng đại, nhưng cũng có cái lõi của sự thật là con người thời cổ đã khai khẩn, xây dựng, tạo lập đất nước. Trong chuyện đi san mặt đất của người Lolo đã xuất hiện hình ảnh con người trong quá trình tạo lập vũ trụ. Bầu trời nhìn chưa phẳng, mặt đất còn nhấp nhô, phải đi san bầu trời, phải đi san mặt đất để rồi. Giống nào cũng không đi, người gọi nhau làm lấy, nhiều sức chung một lòng, san mặt đất cho phẳng, nhiều tay chung một ý, san mặt đất làm ăn. Những phân tích trên đây cho thấy trần trụ trời là chuyện thần thoại đặc sắc, thể hiện đầy đủ những đặc trưng của một thể loại đã một đi không trở lại. Về chủ đề, chuyện đã lý giải quá trình tạo lập vũ trụ, đồng thời ký gửi ước mơ chinh phục thế giới tự nhiên thuở ban đầu. Để làm rõ chủ đề ấy, tác giả dân gian đã xây dựng được cốt truyện đơn giản song vô cùng hấp dẫn, để nhân vật thỏa sức thể hiện hành động, công việc của mình. Dẫu cho hàng vạn, hàng nghìn năm đã đi qua, con người đã có thể lý giải mọi vấn đề của đời sống xã hội bằng khoa học. Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến chuyện thần trụ trời cùng lời kể trầm ấm của nội, thì trong tâm trí tôi lại hiện lên một ông thần to lớn, giang tay chống đỡ bầu trời, và tôi tin đã từng có một thế lực siêu nhiên như thế. Tôi mong con người sẽ đối xử tốt hơn với thiên nhiên, những vị thần trong ký ức, bởi sự sống đang ngày càng yếu ớt và suy kiệt.